Chào mừng các bạn đến với điểm tin chuyển nhượng ngày 11 tháng 8 của Kakao Sport. Ngay bây giờ xin mời các bạn cùng điểm qua những thông tin hot nhất trong 24 giờ qua. Tưởng chừng Romelu Lavia sẽ là cái tên mà Liverpool theo đuổi đến cùng, thì bất ngờ đội chủ sân Anfield lại tiếp cận sang Moises Caicedo của Brighton. Rất nhanh chóng, họ đưa ra lời đề nghị trị giá lên đến 110 triệu bảng và ngay lập tức nhận được cái gật đầu từ phía ban lãnh đạo mòng biển. Con số trên nhiều hơn mức giá mà Chelsea đưa ra 10 triệu bảng và cũng là kỷ lục chuyển nhượng tại nước Anh nếu thương vụ thành sự thật. Brighton tuyên bố sẽ bán cầu thủ cho người trả giá cao nhất vào thứ Năm. Còn vào thứ Sáu, Caicedo sẽ đến Liverpool kiểm tra y tế nếu như các điều khoản cá nhân được thỏa thuận thành công. Về phía Chelsea, họ dường như sẽ giương cờ trắng trong cuộc đua này với Liverpool. The Blue mới đây cũng chiêu mộ thành công Tyler Adam từ Leeds với mức giá 20 triệu bảng và dự kiến họ sẽ chuyển hướng sang tiếp cận Romelu Lavia. Sau nhiều ngày đàm phán, Tottenham đã đồng ý một thỏa thuận trị giá hơn 100 triệu bảng từ Bayern Munich để bán Harry Kane. Bayern sẵn sàng trả trước 86 triệu bảng cho Tottenham để có Kane, kèm theo các điều khoản bổ sung đưa thương vụ này đạt đến con số mà phía Spurs yêu cầu. Kane mới đây cũng đã đạt được thỏa thuận cá nhân với hùng xám xứ Bavaria. Anh hiện đang chờ Tottenham bật đèn xanh để bay đến nước Đức tham dự buổi kiểm tra y tế trước khi ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Brighton vẫn quan tâm đến tiền đạo Cole Palmer của Manchester City. Bên cạnh đó, West Ham cũng muốn có sự phục vụ của chân sút này nếu như họ để Lucas Paqueta đến đội chủ sân Etihad theo chiều ngược lại. Cole Palmer hiện còn 3 năm hợp đồng với Man City, nhưng anh đang muốn ra đi để tìm kiếm cơ hội đá chính nhiều hơn. Sau khi lời đề nghị đầu tiên trị giá 70 triệu bảng bị từ chối, Man City đang tìm cách tiếp cận khác để thuyết phục West Ham nhà người. Nửa xanh thành Manchester cũng biết rằng họ không thể chi tiêu quá nhiều cho tiền vệ người Brazil, nhưng một thỏa thuận mới cộng với việc trao đổi cầu thủ sẽ là phương án Man City hướng đến. Manchester United đã đồng ý bán Fred cho Fenerbahce với mức giá 15 triệu euro, trong đó 10 triệu euro trả thẳng kèm 5 triệu euro phụ phí dựa trên thành tích của tiền vệ người Brazil tại đội bóng mới. Fred cũng đã đạt được thỏa thuận cá nhân với đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ. Dự kiến trong vài ngày tới, tiền vệ người Brazil sẽ đến Fenerbahce để làm thủ tục kiểm tra y tế và ký hợp đồng chính thức. Fred trở thành thương vụ đáng chú ý thứ 3 trong hè này của ông lớn Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, đội bóng này đã chiêu mộ thành công Edin Dzeko từ Inter Milan và Dusan Tadic từ Ajax Amsterdam. Sky Germany đưa tin, Bayern Munich đã gửi lời đề nghị đến Chelsea về việc mượn thủ thành Kepa cùng tùy chọn mua đất. Nguồn tin này cho biết thêm, Chelsea sẽ không ngăn cản Kepa nếu anh quyết định tái hợp với huấn luyện viên Thomas Tuchel. Bên cạnh đó, Kepa còn đang thu hút sự quan tâm từ cả Real Madrid sau khi Thibaut Courtois gặp chấn thương nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài, đặc biệt khi mùa La Liga 2023-2024 chuẩn bị khởi tranh vào cuối tuần này. Kepa gia nhập Chelsea vào năm 2018 với mức giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới cho một thủ thành là 71,6 triệu bảng. Thiago được cho là đang thu hút sự quan tâm tới từ Ả Rập Xê Út với câu lạc bộ Al Ahly với mức giá 10,4 triệu bảng. Như các báo cáo khẳng định, Liverpool chưa nhận được lời đề nghị nào cả và đang lên kế hoạch cho mùa giải mới với cầu thủ 32 tuổi. Bản thân Thiago Alcantara cũng có ý định ở lại Liverpool mùa này, theo The Athletic. Kylian Mbappe đã nói với Paris Saint-Germain rằng anh sẽ không rời câu lạc bộ trong bất kỳ trường hợp nào vào mùa hè này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhà vô địch Ligue 1 sẽ đối diện với việc mất trắng tiền đạo này vào mùa hè sang năm. Ở chiều ngược lại, Paris Saint-Germain đang muốn đẩy Mbappe ra đi càng nhanh càng tốt. Đội bóng này muốn gửi thông điệp tới tất cả các cầu thủ rằng không ai vĩ đại hơn câu lạc bộ. Cách đây ít ngày, Neymar đã công khai ý định rời Paris Saint-Germain để tìm kiếm bến nối mới phù hợp hơn. Không chỉ có Neymar, mà Kylian Mbappe, Marco Verratti, Hugo Ekitike, Juan Bernat và Renato Sanchez cũng nhận được thông điệp tương tự. Theo Diario AS, Paris Saint-Germain đã đặt mức giá 50 đến 80 triệu bảng cho bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu Neymar. Họ sẽ để tiền đạo người Brazil ra đi nếu câu lạc bộ nào đưa ra được mức giá cao nhất. Nhiều nguồn tin cho biết Neymar muốn trở lại Barca, nhưng tình hình tài chính eo hẹp của gã khổng lồ xứ Catalan khiến thương vụ này không dễ diễn ra. Cesar Casadei đã có mặt tại sân tập Seagrave của Leicester vào thứ Tư khi anh chuẩn bị gia nhập bầy cáo dưới dạng cho mượn từ Chelsea, theo BBC. Cầu thủ người Ý sẽ được ra mắt với tư cách là một cầu thủ của Leicester trước chuyến làm khách tới Huddersfield vào cuối tuần này.
Benjamin Pavard sẵn sàng rời Bayern Munich vào mùa hè này và rất muốn gia nhập Manchester United. Theo Fabrizio Romano, cầu thủ người Pháp rất thích chuyển đến Quỷ Đỏ và trải nghiệm môi trường thi đấu ở Premier League. Ông De Laurentiis, chủ tịch của Napoli đã lên tiếng xác nhận Osimhen sẽ ở lại đây, cậu ấy sẽ không đi đâu cả. Hợp đồng của anh ấy có thời hạn đến tháng 6 năm 2025 nên chúng ta phải tôn trọng điều đó. Osimhen và câu lạc bộ có cùng chung chí hướng với nhau nên đừng lo lắng. Lời phát biểu này dường như cũng chấm dứt mọi tin đồn liên quan giữa Osimhen và Al-Hilal trong những ngày vừa qua. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin chuyển nhượng ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào những ngày tiếp theo.